Rồi bà Dạ. Lành là hiện tại đang sinh sống ở tỉnh nào bà? Dạ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Dạ. Rồi năm nay là gần 80 rồi đó bà Dạ, gần mấy ngày nữa là tám, ha. bảy, tám. Mấy ngày nữa là bảy, tám. Dạ, ba tuổi nữa được. Rồi hôm nay là bà Lành kết nối là để kiếm ai? Dạ, kiếm hai đứa con thích là hai đứa con gái. Rồi Dạ. cái chị lớn là sinh năm mấy, tên gì? Dạ, chị lớn nó có với tuổi con heo, tuổi con gà. Năm nay là 54 tuổi rồi đó. Tuổi con gà là tuổi dâu đó. Là tên gì bà Tín, tín ha? Tinh là trong từ yêu tinh đó hả? Dạ. Dạ. Tinh trong từ tinh, tinh mắt đó ha, tinh mắt á. Dạ, tín tín à, tín tưởng á, tín tưởng á. À, tin 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 tưởng. Dạ. Rồi. Dạ. Rồi tín 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 đó. Tên 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 là y như em trơ trơ đó Trinh trong từ trinh nữ đúng không? Dạ, tên là tên nữ đó. Tên nữ. Trinh nữ, tại sao bà lại kêu bằng tiên trong từ tin tưởng? Ba cứ nói vậy đó. Rồi, trong từ trinh nữ. Rồi, Dạ. người người thứ hai là tên gì? Người tên Hải tên Võ Thị Vi. Võ Thị À, Vi. Võ Thị Vi. Võ Thị Vi sinh năm mấy? Vi cũng 2 tuổi, tuổi cũng tuổi hơi đó, tuổi hơi 50 năm nay 2 tuổi rồi. À, chắc Năm sinh nay năm là 71 đó, 71 đó ha. Dạ. Rồi hồi đó là thất lạc nhau trong cái tình huống như thế nào bà? Dạ, hồi đó là vì lý do là ở nơi đó là có cái dân giặc có giặc với giặc chưa đánh nhau chưa có gì hết còn lặng lẽ nữa rồi ông nữa là ông tên bạn ông có tên bạn ông ở gần nhà là mình rồi là có cái túi không có xe mà ông nói thì có chiếc xe mà có cái đầu mọt kéo người từ kéo chứ không phải là không phải gắn máy rồi với tôi đi bộ đi ở đây vô Quảng Trị vô Huế thì đi quá xa bốn nổi rồi mà đoàn là chưa có giặc giá gì hết rồi mới nói thế cho tôi gửi một đứa trên xe còn một đứa cái đứa giúp việc của ông bạn nữa là bầm thôi chú hèn nói với nhau nếu mà chú vô nó có cầu dài nữa vô cầu dài là 14 thành phố Huế mà chưa qua cầu dài mà sao không biết mà tôi thì gánh đồ hồi đó thì gánh đồ đi áo quần đồng đi rửa thì chú vô đó thì chú đợi tôi nó cầu dài đó thì tôi đi sau tôi nặng quá tôi phải nghỉ thì vô nó cầu dài đó thì chưa qua cầu dài mà vì cầu dài nữa là lúc biết lính dở cầu hay là cách mạng dở không biết qua đó thì gọi gì dân nó không cho dân qua cầu không cho dân qua cầu một cái thì không biết là chủ kẹo tới đó chưa không biết mà tôi đi tới đó thì xe khôn mà người khôn không có không có thì đoàn nó thì quăng hết dạ cái đoàn nó thì quăng hết mà tìm không thì cái đoàn nó thì có chứ nơi đó thì có cái một bãi đất hay bãi cát chứ mà quên rồi về ngã tay trái á mà vô vô Huế thì vô cũng cái đường nữa tay phải mà bên trái bên phải thì cái đất đất, đất nữa thì chỗ cái bãi đất đó mắng biết à và dân dân ăn quá đóng qua cầu được á thì dân á xuống cái bãi bãi cát nữa cái bãi đất nữa mà tôi mới nói ôi cha chứ gõ khốn mà xe em khốn biết chứ đi ngã nào rồi em biết đoàn nó thì có chứ quăng hết với đi tìm con nha đoàn nó quăng Rồi. hết tìm con đi tìm con thì có gì quả đố không biết đi chạy đường nào xuống bãi cát thì chạy vô đường đường mà đường đường Huế thì đi đi bắn thôi chống có sự câu của ta đi câu không cho qua nữa rồi rồi tôi nói với cha chứng biết đi ngã mô dân ngã mô có dân đi dự chạy ngã mô đi theo dân đi theo chỗ đông 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 nó tìm con có thử có để mà qua đó thì có tìm mấy cũng có với vô chạy vô từ thấu Huế rồi cũng có con mà chạy ra này á thì sợ cách mạng họ nói vô do khám chứ trong mà chạy ra thì cũng dám chạy ra từ đó mà thất lạc từ đó thất lạc cũng kinh rồi bắt đầu mà đi dặn đến chỗ này chỗ kia chú ơi tìm hồi chưa tìm đủ bao nhiêu là chỗ mà có tìm không có rồi Rồi. rồi tôi cho tôi nói thêm đi cái đi nữa là bạn nữa là mộ hẹn mộ chó hai mộ chó gửi con trong bạn nữa là hai mộ chó
mà gồm có nó trong nhà nữa là 7 người, nhưng mà hai vợ chồng hai đứa con với thêm một đứa giúp việc thì là tôi đi đi thì đi 5 người là thôi, là còn hai mẹ con, có một mùng mẹ là già rồi, có đứa em hơi hơi ngơ ngơ là bình tĩnh mà thính không đi đâu này, đi cầm hai vợ chồng hai đứa con về đứa để giúp việc thôi. Nhưng mà tôi bây giờ một đứa thì tên xe, một đứa thì gửi cho cái đứa giúp việc bạn đó, Rồi, việc bạn đó nó bông. rồi Dạ bà cho dạ con bông. bà rồi bà cho con hỏi thêm một chút xíu đã rồi chúng ta kể tiếp nha. Dạ. Dạ, lúc đó là chị Trinh là được bao nhiêu tuổi? Dạ 4 tuổi. Dạ, còn Dạ 4 tuổi. còn chị Vi? Dạ 2 tuổi. Dạ, 2 tuổi. Dạ. Rồi, Dạ. vậy con xin tóm tắt một chút coi thử có đúng không nha, cái chỗ nào mà không đúng thì bà cho con rõ nha. Dạ. Dạ, là vào vào năm 1975 phải không bà? Cái câu chuyện nó xảy ra năm 75 phải không? Dạ 72. À xin năm 72. câu Dạ chuyện 72. đó 72. Dạ. Câu dạ vào năm 1972 thì bà đi từ Quảng Trị vào Huế Dạ. và có một cái gánh và 2 đứa con. Thì Dạ. sau sau đó gặp ông đó kêu bằng ông bản là ổng có cái xe Dạ. đẩy, ổng có cái Dạ. xe đẩy. Vì vậy Kéo cho xe nên kéo. dạ Dạ. rồi rồi để con kể xong chỗ nào không trúng rồi bà nói Dạ. sau. Dạ. Rồi có một cái xe kéo đó thì là bà gửi 2 đứa con cho ông bản. Thì một người tên là chị Trinh lúc đó được khoảng 4 tuổi và còn Dạ. chị Vi thì được 2 tuổi. Thì Dạ. gửi một người thì đẩy ở trên xe, còn một người thì gửi cho cái người ở của ông bản là có ẵm. Thì có Dạ. hẹn hẹn nhau là Dạ. khi nào tới cầu ở Dạ. chỗ đi vào Huế đó. Dạ. Khi nào tới cầu ở Huế thì chờ nhau ở đó. Vì Dạ. bà còn phải gồng gánh, vì vậy cho nên là ông đi trước, ông đẩy con của Dạ. bà đi trước. Thì khi Dạ. tới đó thì là bà không thấy người và cái cầu đó cũng bị phá hủy. Dạ. Vì vậy cho nên Dạ. là phải đi đường vòng. Dạ. Và thất lạc nhau từ đó. Dạ. Còn gia đình ông bạn thì gồm có 5 người, 2 vợ chồng, 2 đứa con. Và một Dạ. một người ở hả bà, với một Dạ. người Dạ. già. Dạ, hai người mua già về thêm em nữa, em cũng bạn nữa. Là em cũng bạn nữa là hơi ngơ, ngơ ngơ cũng giống ấy ra. Giống là bị khùng khùng. Mà À bà không già không thì bà quá già đấy, nhưng mà bà không à đi thuộc chỗ đó, bà đi riêng chỗ nào á, cũng có. dạ ừ. Đó đó. Rồi Vậy là câu là dạ câu chuyện đó xảy ra năm 1972. dạ dạ 72, bảy câu về 72, 72 Dạ tại cũng trình đó. rồi Nhưng mà chưa. cho cho con hỏi là ông bạn đó là người cùng địa phương với bà hay là người mới quen biết? Con người đó là người Bắc, người Bắc nhưng mà tới đó làm ăn, tới đó làm ăn ở cái chỗ khu mơ về về ba rứa. Cho bà nói lại là nó ở chỗ khu quân mơ là ấp thôn Thạm, thôn Thạch Thạm xã Hải Tý quận Mê Linh đó, bà ở tại đó. Nhưng mà bà đi ra vô Nam là vô Nam 47 năm rồi, vô Nam chữ huyện chữ ở xã Bảo Lâm, xã Bảo Lâm là huyện Xuân Mộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, hiện chữ là bà ở đây. Cho bà nói cho cụ thể nữa. Rồi, rồi con hiểu rồi. Rồi trong gia đình bà thì vào thời điểm đó thì mới chỉ được 2 người con hay sao? Thôi đó có 2 đứa đó rồi đó, 2 đứa đâu đó. Dạ. Hai đứa đâu. Lúc đó thất lạc con rồi chắc là hoảng loạn lắm hả Ôi bà cha hoàng lắm nhà, chú ơi hoàng là hoàng hồn đi, cha ơi đi tìm con mà đi cả ngày cả đêm á, không có con mà ngồi như ngồi giờ đường cả đêm nữa, ngồi giờ đêm mà coi xin vô giờ họ đi thôi không cho. Tôi ngồi chờ sáng mà đi chỗ khác, đi đi mấy cái chỗ mà họ định cư người đúng á, bác về đó có hỏi có con mình không, không biết bao nhiêu đi cha đi cả mấy năm trời con ơi, chú ơi Dạ. đi chơi giúp đỡ cho tôi vậy, hoàng hoàng cô như hồi đó chứ không biết bao nhiêu năm mà thì cứ tâm tâm niệm niệm được cái ngày mà nói đi là kết nối về về chủ đó là coi từ ngày thì chưa tính cầm cái máy nữa tay để chơi chủ rồi chuẩn bị chủ hứa là ngày thứ năm á thăm ngồi á bất những cứ cầm cái máy nó tay cả ngày mà tôi kiểu ngày thì không biết mất lần thì về lên cuối con nó dơ chậu nên bàn với con tôi cũng biết chủ thông cảm cho tôi.
Dạ. Có chứ không nhờ chủ, nhờ chủ giúp đỡ cho thì tới. Tôi Dạ, đi, tôi dạ. tìm con đi lại, con tôi có sống để tìm mẹ con cho biết, thì có gì cũng cuối đời rồi, mà chưa trốn gặp con để cho biết. Đó, nhờ chủ đó. Nhờ Dạ. tên cộng đồng mạng, cũng được ra ngoài nữa, là để giúp đỡ. Tôi cũng chúc là chủ là sức khỏe, gia đình sức khỏe, dồi dào, có bình được bình an. Chúc Dạ. tên cộng đồng mạng sức khỏe dồi dào được miền Nam. Chừng Dạ. đó thôi, tôi không biết sao được. Thưa bà là trong việc tìm người á thì con là cái người ghi nhận, rồi Dạ. còn có thành hay không thì cái đó chúng Dạ. ta phải chờ vào cái sự cơ duyên của gia đình Dạ. cũng như là chờ Dạ. vào cái sự mà giúp đỡ của cộng đồng. Dạ. Thì Dạ. ở trong cộng đồng mà có ai biết được câu chuyện của bà thì hy vọng là người ta sẽ báo lại, rồi Dạ. cũng mong cho gia đình Dạ. bà sớm nhận được tin vui để bà kiếm được lại con của bà. Dạ, Dạ. tôi cũng thưa, chủ đi nè, là nếu mà tên cộng đồng mạng trong nước ngoài nước mà nếu mà tìm con tôi được á thì cháu tôi hỗ tả 10 triệu một đứa, hai đứa thì 40 triệu, với con riêng chủ là 10 triệu để uống cà Dạ, phê, dạ, dạ không nếu sao đâu. có Dạ. dạ nếu có nó thêm nữa, thêm mấy đứa con với cháu thêm nữa thì Dạ. đây tôi cũng có, nhưng mà cháu hành cho đây để cháu hành cho mình có mình Dạ. bạn định ra để Rồi, mà cả rồi. Rồi bà yên tâm cái việc đó, là cái việc mà hậu tả cho người báo tin á thì cái đó con xin ghi nhận, con xin ghi nhận. Còn về cái việc của con á thì không có vấn đề gì cả, con không có mưu cầu gì trước và sau khi mà tìm kiếm cả. Và con người là trên hết, nếu ví dụ như mà khó khăn này kia thì con vẫn có thể giúp, hoặc là con cái này cái của bà lo, chứ bà không có phải lo điều đó nha. Rồi. Vậy thưa bà, cho con hỏi thêm về thông tin của gia đình nhà ông bạn á. Ngoài tên ổng là ông bạn ra thì trong gia đình có ai tên gì bà có nắm được không? Dạ, cũng đó là hai vợ chồng đang trong tên bàn và mộ chó. Mộ À. chó, dạ mộ chó đi bán á. Rồi Dạ. vợ tên Thiền, còn hai đứa con thì không biết tên thôi. Dạ, là con cũng bà già nó cũng biết đến, tại vì hám đi làm không qua như tay mà chơi dễ á, quen là quen rồi À. thôi, con cũng qua nhà chơi cũng biết tên. Rồi, rồi con hiểu rồi, vậy là có người vợ tên Thiện, ông là tên Bản. À thưa bà, Bản là trong từ Bản làng đúng không? Bản là trong từ Bản làng ha, Bản lề đúng không? À Bản, cái Bản để viết viết chữ, cái Bản để viết chữ. Bạn viết chữ đó, phải đúng Rồi, 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 viết ok. chữ. Rồi vậy Vợ nha tên bà Thiền, nha. Rồi con hiểu vợ tên rồi. Thiền, Rồi con chúc sức khỏe bà nha, có ai báo gì con sẽ cho bà hay. nó chưa mà, Dạ dạ. chứ mà cho bà hay khi nào có thì bà cứ thông cảm điền cho bà thôi, cho Dạ bà dạ không biết được. gì thì nó giảm tính nó biết. Rồi rồi, Thôi bà con cứ sẽ thông gọi. cảm với cho chú nghe. Rồi, bye bye, con chào bà. Chúc gia đình chủ nghe mình khỏe nghe. Dạ, con chúc bà sức khỏe. Dạ. Dạ. Rồi, vậy cô cho con biết tên của cô ạ. Tên tôi là Hồ Thị Cúc, À, cô Cúc năm nay là bao nhiêu tuổi rồi cô Cúc? năm nay 63 tuổi. Dạ, hiện tại là cô Cúc ở tỉnh nào? Hồi quê thì ở Long Xuyên, nhưng mà lên đây, lên Hóc Môn này sinh sống 10 năm nay rồi chú Vĩ ơi. À, vậy ha. Rồi ngày xưa gia đình cô thất lạc em ra làm sao cô kể con nghe. Thất lạc là hồi xưa hồi còn nhỏ đó, là ba là lính ngụy, rồi theo ba ra ngoài Quế á, ra ngoài Quế, ở ngoài Quế á, rồi trước ngày giải phóng, rồi tới tới ngày chuẩn bị giải phóng là chạy giặc đó, là năm 75 á, từ ngoài Quế chạy về tới Đà Nẵng. Rồi á, là bắt đầu là tại vì hồi đó đó là em anh chị em đầu đông lắm, thất lạc luôn, là ba cũng thất lạc luôn, rồi tới mẹ bồng trống là 7 đứa con, mà mẹ thì coi như là năm nào mẹ cũng đẻ hết trơn á, nhưng mà có 2 đứa là còn bú sữa bò á, ở đó là bú sữa bò, thành ra chạy thất lạc đó là không có tiền, rồi đi tới đâu là xin ăn tới đó, nên là không có tiền mua sữa cho em, cho nên là buộc phải bỏ một đứa em.
đứa em gái nhỏ. Chạy ra tới ngoài Đà Nẵng đó là ở đó đâu mấy ngày đó, cái tuần lễ đó là cấp đó là chưa có giải phóng. Rồi thành ra là không có tiền mua sữa. Cho nên mẹ mới bỏ em là tại cái bến Bạch Đằng cấp đó là ở nhà đó là cũng người người ta chạy giặt người ta bỏ đi đó, rồi cái cũng người làm vợ lính rồi đó là xúm với nhau dọn vô nhà đó ở. Rồi cho nên là không có tiền mua sữa cho em, mà thành ra mẹ mới bồng em bỏ ngay chăn chỗ cái kế cái lò bánh mì ở Đà Nẵng á. Thành ra tới bây giờ luôn là mẹ cũng mất rồi, ba cũng mất rồi. Cho nên cũng người chị làm chị, nhưng mà cũng lương tâm mình nhớ em hoài mà không có tiền á, câu gì. Dạ, tội nghiệp. Thì mẹ em cho nên giờ cũng nhờ cô Tư nè. Gia đình cũng khổ lắm, không có tiền. Cho nên không biết cách sao mà tìm em được. À, tội nghiệp. Vậy là em trai hay em gái vậy cô? Dạ, em gái. Em gái là lúc đó là đối đế quá. Rồi mẹ bỏ em ở bến Bạch Đằng, ở nhà đó là bác bánh mì hả? Lò bánh mì hả? Kế bên lò bánh mì. À, tội nghiệp không? Vậy là không có giao cho ai hả? Để đó đại vậy thôi hả? Để đó đại gì đó mà không có giao cho ai, tại vì không có phải xứ của mình, nó chạy giặt đó, thành ra không có quen biết ai hết, cho nên trời ơi. Còn mẹ em ra bỏ vậy đó. Tội nghiệp ghê. Rồi lúc đó là em đó là được bao nhiêu tháng tuổi? Có mấy tháng à, 4-5 tháng gì à. Trời ơi là trời thiệt. Rồi không biết ai nuôi ha, không biết rồi ai lụm ai nuôi, rồi không biết có còn sống không nữa, có đói quá không? Không biết còn sống hay không nữa, nhưng mà má mà nói cũng bồng lại bỏ chỗ như vậy phố đó, người ta có tiền đó, nuôi em mình. Cho nên má bà bồng em bỏ lại kế lò bánh mì, nhưng mà dãy phố. Dạ. Ở đó cô có nhớ được là đường gì không cô? Không có nhớ đường gì, nhưng mà ở cấp đó là cấp đó gì mới có 13, 12, 13 tuổi vậy à. Dạ. Thành ra là nhớ là ở cái khúc đó là người ta kêu là cái Bạch Đằng gì đó. Bến dạ. Bạch Đằng. Bến Bạch Đằng, Bạch Đà Nẵng ha. Bến Bạch Đằng, Đà Nẵng. Dạ. Nhưng mà đi ở ngoài cái bờ sông đó, đi vô cũng khoảng cái ngã tư. Dạ. Dạ thưa cô, vậy có nghĩa là em gái của cô là sinh năm 75 luôn đúng không cô ha? Mới được có mấy tháng thì chắc là sinh năm 75 luôn. Sinh đầu năm đó. Dạ, đầu năm 75. Dạ. Dạ. Rồi thưa cô, bây giờ mình có nói gì chăng nữa thì người em đó cũng không có nhớ được cái gì, cũng không có manh mối là ai nhận nuôi. Vì vậy cho nên á, trong câu chuyện của cô bây giờ chỉ có là cầu may để xem nếu mà ngày xưa có ai cùng cái hoàn cảnh đó mà bị cha mẹ mà lỡ bỏ ở cái chỗ bến Bạch Đằng ở Đà Nẵng vào năm 1975 á, là con gái, thì có ai nằm trong hoàn cảnh đó thì người ta lên tiếng, thì chúng ta sẽ tính tiếp qua những cái bước tiếp theo, là ví dụ như xét nghiệm ADN này kia đó. Chỉ có vậy thôi, chứ bây giờ mình nói gì chăng nữa thì nó cũng không có được cái bằng chứng gì cả, và bên kia cũng phải chờ có ai cùng hoàn cảnh người ta lên tiếng thì chúng ta tính tiếp. Chào chị, chào cô. Tại vì nói tướng dĩ nghe bà muốn kiếm lâu rồi, nhưng mà gia đình khổ quá. Hai đứa mất rồi, ba đứa mà hai đứa con mất rồi, rồi còn một thằng thì bây giờ nó đang bệnh hút mà giờ lỡ chân á tướng dĩ. Rồi cô này cũng sáu mấy tuổi rồi, cô xin cô đi nha. Dạ cô. Rồi cái cô mới đi xin tiền đó đặng chữa bệnh cho thằng này, còn bả thì bây giờ bị dẹp cuộc sống mà bất ổn khóc hoài. Cái cô mới hỏi là ủa thì sao mà khóc, cái bả mới nói là giờ bả có cái tâm sự vậy mà bả muốn nhờ tướng dĩ mà không biết sao. Rồi cô thấy vậy cô nói luôn cho bả rằng bả kiếm, bả khóc hoài à, bả khóc hoài hả tướng dĩ. Nhưng mà không biết em vậy. Thật ra thì trong cái trường hợp này, trong cái hoàn cảnh này, bây giờ chúng ta chỉ mang tính là cầu may thôi, chứ không có được cái căn cứ vào đâu để mà đối chứng cả. Thì bây giờ ai nằm trong cái hoàn cảnh đó đó, ví dụ như trước đây mà có gia đình ai mà nhận nuôi em bé vào cái thời điểm đó và vào cái địa điểm đó thì người ta lên tiếng thì chúng ta sẽ tính tiếp, chứ bây giờ cũng thật sự là khó. Cầu cái duyên thôi, cầu cái duyên thôi.
Rồi vậy Tuấn Vị xin ghi nhận cái câu chuyện của cô nha, rồi có ai lên tiếng thì chúng ta sẽ tính tiếp nha cô nha. Dạ. Bà nói là ví dụ như em mà có hay được chị đi kiếm em á, thì em lên tiếng là chị em mình nhìn nhau. Dạ, thì đương nhiên bây giờ có nói gì chăng nữa thì cũng chờ người lên tiếng, chờ người lên tiếng thì chúng ta tính tiếp. Dạ, Dạ, cái gì dạ. chị cô nói thế này, giờ Tuấn Vĩ ráng giúp giùm đi, chứ gia đình khó khăn lắm, đang ở nhà trọ không có tiền hậu đả đâu Tuấn Vĩ. Dạ dạ không có gì đâu ạ. À, cái này là để cho gọi là trên cộng đồng thì có ai biết được thì người ta báo tin cho mình thôi, chứ còn cũng không bắt buộc cái việc đó nha con Đúng rồi, nha. Rồi gia đình bây giờ khó khăn lắm, không có còn cái mức nào mà để mãi hết á. dạ Bệnh cô mới xin tiền cho đi bệnh viện, giờ nay về là ngồi được rồi đó, là dạ đỡ rồi. rồi cũng mong được cái sự giúp đỡ của cộng đồng, rồi có ai nằm trong hoàn cảnh thì người ta lên tiếng nha cô nha. Rồi Mặt gia đình cảm ơn Tuấn Vĩ trước nha. dạ Thấy Tuấn Vĩ kiếm mà nhiều người ra cô coi, cô hổng hâm mộ lắm, cô coi không có bỏ sót một cái chương trình nào hết á. vậy hả cô. Dạ Cô rồi cảm ơn cô nhiều. bán Rồi giày máy cô coi chuốt thuốc thôi à, không có hồi nào dạ khen dạ cô là luôn á nha. Rồi rồi chúc sức khỏe hai cô nha. Dạ bye rồi bye cô. rồi dạ cảm ơn dạ Tuấn Vĩ. dạ có ai lên tiếng con sẽ báo cho cô biết nha, chào cô nha. À. Dạ 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 dạ